Đây có cả hổ mang, cả cặp long, cặp lia, rồi là cả rắn ráo đây nữa. Đồng hồ của ông này. Đây đồng hồ này. Đúng chưa? Phải không? Đồng hồ rồi. Đây có phải đồng hồ không? Đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ mắt kính. Kính thì rơi ủi. May quá không vào những cái mảnh sành thủy tinh này. Có đấy, mặt là có vào đấy. Mắt thì mắt là đang sưng húp lên đấy. Mắt thì đang sưng húp. À, mũ cối đây này. Đây này. Đây là cái vết máu. Đâu? Đây á? Cái bát. Máu ở chỗ rắn luôn đi. Máu ở rắn luôn đây này. Rắn này nó kéo xuống. Hay là liệu cô phải... Hai người nữa là cho lên được. Quyền. Hai người nữa đẩy lên được. Rồi. Quyền. Đó. Cho xe dây kéo. Không có dây kéo, cứ hai người kéo đít, một người ấy đầu là đẩy lên được. Hả? Cho lên chậm xá cái đi. Ông ơi, lên chậm xá. Bây giờ phải cho chậm xá. Vừa đấy em bảo là cho lên chậm xá nhưng ông cứ bảo là giết đàng hoàng đi xong về. Cho về vợ anh. Vừa ra được anh điêu vừa kia bắt hút người kia. Kệ đó. Cái phòng á. Nói chứ nghe. Không, bây giờ anh chở ông đi lên chậm xá là xong rồi anh quay lại đây. Anh ngồi yên đây, em chở anh lên chậm xá. Chở đi. Chở lên chậm xá. Bà ngồi đằng sau giữ ông. Anh Quyền xe cho tí, để em dùng xe cho. Anh muốn đấy, không nói nhiều. Anh điện sơ không được. Thế anh tí này anh lấy số của cô. Cái điện thoại đưa cho ông chưa? Anh ơi, anh à, điện thoại đây. Cô ơi. Đây bà ấy điện thoại. Điện thoại của ông ấy. Thì bà không... cho số của Quyền nhé, để xe bắt ở đâu nó sẽ thông báo. Gửi về sang luôn được. Nhá. Được rồi, cứ cho đi chậm xá đi. Xong quay lại đi cho xe ông lên. Rồi, được rồi. Ông vẫn nhớ rồi mà. Đấy nhớ một bên giày thôi được, bên có giày thì vứt kia đi xe. Còn bây giờ phải đợi người ra mới kéo được, thứ hai anh em mình làm sao mà kéo được. Được xe pháo hụt, em gọi đi, gọi ông Mỹ ra anh em cho lên hộ người ta. Đây xe lăn đây rồi. Giày thì rơi đây. Thôi một cái. Đây này. Không hiểu Minh này. Không hiểu làm sao mà ra đến đây nhìn thấy xác rắn ở đây đầy này. Đây đây. Không biết bình rượu hay là không nhưng mà nhìn xác rắn này. Ui nhiều chưa này. Mà đây là cũng bình rượu này. Bình rượu. Nhưng mà cái này là hết rượu rồi nhưng mà rắn ủi. Cái túi gì kia? Đâu? Túi gì? Này. Giày này. Giày này với giày trên kia là một đôi à. Đấy, nhưng mà khiếp cái bình rượu à, cái bình rượu không biết là kiểu gì này. Ra đây nhìn rất là nhiều rắn nằm ở đây mà không hiểu. Ôi cô cần cái vết máu ở đây nữa này, nhiều quá cả nhà. Đây này, rồi vừa nãy là xảy ra vụ tai nạn ở chỗ này nhưng mà đến đây là mình mới nhìn thấy rất là nhiều rắn bình rượu mà có ở đây này, chắc là bình rượu rắn rồi. Đây là rắn cặp long. Đây là rắn ráo. Đây là con hổ mang. Cặp long rất nhiều. Cặp long, cặp lia. Cặp long, cặp lia rất là nhiều luôn. Rắn to, rắn nhỏ nằm ở đây. Mà không hiểu là ông ấy tại sao ông ấy lại lao được xuống đây. Bởi vì từ dọc xe chỗ xe mình thì phải đi ra ngay. À, vừa có người lên chỗ xe mình à. Yêu em ơi. À? Cũng không hiểu tại sao mà ông ấy lao xuống đây được. Mà lại không được chỗ này thì nhiều cái này mà ngất ở đây thì không ai biết được. Nếu mà nằm ở cái rãnh này mà không may mà ngất ở đây thì đúng là không ai biết, chỉ có đến sáng mới biết thôi.
mà dọc từ đây cái lan can cầu như thế này ra tận đằng kia nó rơi khoảng tầm 30 mét, mà ông ấy đi dọc theo cái đường này. Anh ấy xem rắn chết gì nhiều thế ạ? Nhiều rắn lắm, toàn cặp lăm cục lia với cả như kiểu người ta ngâm bình rượu ngũ hổ hay sao ấy. Nhưng mà không đây hình như là một bình thôi. Đây chỉ có một bình thôi nhưng mà ngâm rất là nhiều rắn. Đây có cả hổ mang, cả cặp long, cặp lia rồi là cả rắn ráo đây nữa. À, đồng hồ của ông này. Đây đồng hồ này. Đúng chưa? Phải không? Đồng hồ rồi. Đây có phải đồng hồ? Đồng hồ. Đồng hồ mắt kính. Kính thì rơi ủi. May quá không vào những cái mảnh sành thủy tinh này. Có đấy, mặt là có vào đấy. Mắt là đang sưng húp đây rồi. Mắt thì đang sưng húp. À, mũ cối đây này. Anh nghĩ là khi ngã xuống đây là cứ quở quạng linh tinh thôi. Cứ quở quạng linh tinh không là... Nhìn đi, ông cho đồng hồ đây. Đấy. Đấy nhưng mình không nhìn thì mình quá nên sao biết được. Không biết còn rơi những cái gì nữa không. Thế nhưng mà chỗ này mảnh sành, mảnh chiếc mà người ta vứt ở đây này. Rất nhiều lắm. Thế này là rất may nè. Rất may là mình nhìn thấy sơ qua là không thấy ở chân tay là không có, nhưng mà mỗi cái mặt là như kiểu là dê xuống. Ông ấy. Mắt là bị nặng đấy. Mắt là sưng húp rồi. Mắt là máu. Máu đang tụ ở mắt rồi. Sợ quá con rắn, cái con rắn này. Đấy, con này còn say rượu nữa. Đây này Minh ơi. Covid máu ở đây khả năng khéo khi là cũng cắm vào mảnh xanh mảnh chiếc gì rồi. Đây này vết máu này. Đây này. Đây là cái vết máu. Đâu? Đây á. Cái bát. Máu ở chỗ rắn luôn này. Máu ở rắn luôn đây này. Rắn này nó kéo xuống. Hay là liệu có phải là rắn nó mà cũng tài chứ không hiểu tại sao. Đây nhá. Nếu mà đi cái lan can cầu này là xe không thể là lọt xuống đây được. Đi qua chỗ kia làm sao lại không vào ấy được. Anh cũng đang khả nghi, không hiểu kiểu gì, ông cũng đi kiểu gì này. Đây là đường quốc lộ này. Đây đường quốc lộ này. Mà xe lăn xuống đây, lan can cầu ở đây. Mà dọc ở chỗ xe này chỉ khoảng tầm mấy mét thôi. Hai. Người ta rơi ra một chỗ và xe rơi ra một chỗ. Thế đang bảo không hiểu kiểu gì luôn đây này. Nếu mà ông đi dọc theo cái đường này đi xuống thì đến chỗ này có khả năng là ông cũng đã phải dừng lại rồi. Bởi vì chỗ này nó có một cái mô. Chỗ này có một cái mô. Xe có thể là... Mình đang nhìn xem là... Người rơi ra một chỗ và xe rơi ra một chỗ. Có thể là ông ấy lao phát ra từ đây ra kia, ông đi ra kia. Thôi quá. Nhưng mà mình không phải nói đến chuyện tâm linh hay như nào, nhưng mà hôm nay là đi một phát xuống đến mấy cái bình rượu rắn kia. Yeah. Không hiểu tại sao hôm nay đi một phát xuống cái bình rượu rắn này. Mà rắn chết ở đấy rất là nhiều luôn. Chỗ này này có một cái rãnh ở đây. Không hiểu đi kiểu gì. Đây trên đường giao thông như này. Nếu mà đi như thế là nó sẽ chạy thẳng vào đây được. Thế? Không đâm vào đâu cả. Không đâm vào đâu. Nếu mà ông đâm vào đây thì ông còn ngã ở đây được. Không có dây nào đâu. Chắc tìm được. Không có dây. Nó đùn đập. Thôi ba anh em mình đẩy lên xe cho một người thì không biết đâu cho, cho lên trạm xá rồi. Quyền người ta chở vợ ra cho lên trạm xá. Mặt. Anh vẫn ở trên trạm xá hả? Anh kiểm tra xem là ông ấy có rơi đồ, rơi đạc, ví hay là cái dụng cụ gì không. Em xoay ở đây thì có một cái đồng hồ với mắt kính.
Ừ. Cái mũ cối sẽ kiểm tra xem là ông ấy dây chuyền dây chiếc hay là cái còn cái gì không. Để em mời mấy thằng thanh niên này nó hộ mới được. Cái này phải mời anh em nó ra nó hộ. Ba anh em mình là khả năng là cho xe lên đây nó hơi dốc. Rồi anh ba xe xoay xuống nhận. Xoay cũng không biết thế này luôn. Anh vừa xoay đây là có cái đồng hồ mới mắt kính rơi đây rồi. Từ từ từ. Vâng, điện thoại thì em vừa đưa rồi, ví ở đấy rồi đúng không? Ví ở đây rồi, em có chắc cái xe vứt ở dưới cái xăng rồi được. Rồi, đang nhờ mấy anh em nó ra, có ra không để nó kéo hộ. Anh đặt cái xe. Từ xe là nó bé thôi, khách được mà. Từ từ đợi anh em nó ra thôi. Nói chung là ví thì ông cầm rồi. Thế đi quả được không? Nhờ anh em hộ phát. Người xuất sát rồi. Bây giờ ba ngoài hai kia đi đấy. Đây có phải là đấy không? Phải em gọi thêm người bốn bốn anh em là được, bốn anh em là được, đưa để gọi là nó khỏe, bóp phanh, bây giờ ba anh em đẩy em với thằng này đứng trên kéo được, cái tay phanh bên này thì gãy rồi, gãy tay phanh, nhưng may người thì đã đâu chết, đúng rồi này may quá. Xuống đây còn bao nhiêu mảnh xanh nữa, sợ thật. Có ơi, xe bánh rồi, chạy nó zip thì thôi. Hay là bật máy xong tích ga lên. Bây giờ thì bây giờ lập quá, có đâu. À đây quá quá rồi. Có quá. Ôi giời. Đây là không hay thôi. Cứ đéo chơi kinh lắm, đéo chơi kinh nhất. Kéo này được. Nào. Đấy à, mấy thằng kéo nhau như thế này. Từ từ bám vào cái dây. Cho lui lên. Từ từ. Một phanh em, một phanh. Nhấc nhá. Có phanh nhá. Nhấc sang bên này. Rồi. Nào 2 3. Rồi. Đấy bám một ông bám. 2 3 thì anh bóp nhả phanh. 2 3. Rồi bóp đây. Rồi. Bóp cái phanh. Đây cầm cái. Bóp vào đây rồi. Cầm một nhấc bánh thôi. Nhấc bánh, nhấc bánh. Nào 2 3 nhả phanh. Rồi, được rồi. Rồi em phanh nhá, để rồi sạch sạch rồi. Rồi. Xe không vấn đề gì đâu. Cứ cho lên trên đấy là tính tiếp. Rồi, quá ngon rồi. Này đâu. Này ông ấy tự đi. Bây giờ chỉ gửi cây xăng thôi. Chắc người nhà. Ông quen người nhà đâu, anh đi đường. Giúp tôi đi cả nhà đâu đây nhỉ? Không có đâu, không có đâu, đi chẳng khá rồi. Ôi, đi được. Hình như có phải là dắt phanh không? Sao có gì trong sông, trong mở một phút anh chứng kiến xem có gì trong xe. Cứ thử mở ra cho nó xem. Chắc chắn chìa khóa mới đi được như này. Chìa khóa này cũng cong rồi, đéo rút được ra nữa cơ. À đây chìa khóa ấy à? Chìa khóa xe thôi. Chìa khóa này chịu chết rồi. Chìa khóa này chứ không phải chìa khóa điện đâu. Ừ. Xe khóa của nó có không sợ đâu, vẫn rất là cái. Bây giờ là không biết là trong ấy có tài sản gì không. Về nhà lên rồi không sợ, không bẻ được, không bẻ. Đấy, được. Em chứng kiến cho anh nha, xem nhá. Anh cho anh nhập chứng kiến. Quả kia sao nó có gì không? Mất cái gì có không? Sao có tiền, có tiền. Ra say rượu anh say, anh say bẻ. Say rượu, say bẻ, mình không biết gì đâu. Không có gì nha, anh em chứng kiến không có gì nha. Không có gì. Đấy, cái để à không mình nhỉ, cái đồng hồ ấy thì coi không hay cho cả vào đây, cho mẹ hết đồng hồ này rồi, không sao đâu, cứ cho vào đi đấy, ăn cả kia chơi để nào đấy, may nhỉ, say chắc là ông đi đường đây đi nhầm, ông đi kiểu gì chắc đi nhầm đấy, chắc đi nhầm.
Sao đeo đi vòng mép này rồi. Quấy rồi. Sao đeo đi thẳng đây mà đi vòng kia bây rồi. Thế mới giỏi. Mà ông ấy làm. Ông ấy làm ngay ở mấy cái bình rượu rắn đấy nhỉ. Làm dưới này còn mấy bình rượu rắn. Rắn đâu? Ở chỗ đấy. Anh em về đây. Cảm ơn nhá. Ờ cảm ơn anh em nhá. Chắc người ta đổ đi. Có đi được không? Thì trước đó nó không hỏng mất nhiều. Ngã ra thôi. Ngã ra thôi. Đến đây con đang biết là